Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe ca sĩ Phi Nhung vào trưa ngày 23 tháng 9 năm 2021. Thì Lực Tàng cũng như tất cả mọi người đang cập nhật những thông tin cực kỳ chính xác nhất và cập nhật liên tục 24/24 để theo dõi xem cái tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung diễn biến ra như thế nào. Liệu nó có cái diễn biến tốt hơn hay là nó có một cái diễn biến xấu đi? Thì trong cái tình hình hiện tại bây giờ, với những cái động thái từ các ngôi sao, từ các nghệ sĩ ở trong và ngoài nước, họ đã đăng những dòng cập nhật trạng thái lên trang cá nhân, thì chúng ta cảm thấy trong câu chuyện này là dễ chịu nhiều rồi mọi người ạ. À, sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung đến thời điểm hiện tại, những người quản lý của ca sĩ Phi Nhung cũng như là các ekip bác sĩ trong bệnh viện Chợ Rẫy, họ cũng đã thông tin ra nói sức khỏe của chị ấy càng ngày càng yếu đi, và yếu đi như vậy thì có khả năng sẽ trầm trọng và nguy kịch nha cả nhà. Vẫn thở ECMO, vẫn sử dụng ECMO, ở tim phổi nhân tạo, vẫn phải lọc máu, vẫn phải gọi như là theo chu trình phác đồ điều trị nghiêm ngặt của các bác sĩ ở trong bệnh viện Chợ Rẫy. Thì đến hiện tại bây giờ là những chữ nhiều là cái điều đương nhiên. Sức khỏe của mỗi con người chúng ta nó có giới hạn, chúng ta có thể chịu được ở một cái nấc thang nào đó, nhưng với cái tình hình chuyển biến liên tục về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung không có cái dấu hiệu tiến triển lên mà lại càng ngày càng có cái dấu hiệu tụt lùi thì khả năng nguy cơ rất là cao. Chúng ta không mong muốn cái điều đó xảy ra, nhưng thực chất ra căn bệnh này chúng ta không nói trước một cái vấn đề gì. Kể cả bác sĩ cũng không có thể khẳng định được rằng là có thể cứu chữa cho ca sĩ Phi Nhung một cách tốt đẹp và công bố ra cho tất cả chúng ta biết được. Thì đến hiện tại bây giờ chúng ta không biết làm gì ngoài những cái lời cầu nguyện, ngoài những cái chỗ mà để chúng ta cầu nguyện mong sao cho chị ấy có cái sức khỏe mạnh mẽ và có cái tinh thần cực cao để chiến đấu với cái dịch bệnh, với cái căn bệnh quái quỷ này. Đấy, cũng rất là nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước cũng đã đi đến những cái chùa để cầu an, để lại những cái lời bình luận thực sự mong mỏi làm sao cho ca sĩ Phi Nhung vượt qua. Nhưng đó cũng chỉ là những cái lời cầu nguyện thôi. Còn tình hình thực tiễn sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung đến hiện tại bây giờ là đã có cái dấu hiệu chuyển biến cực kỳ xấu. À, trên trang gọi như là cá nhân của nhà báo Song Minh, tức là được cho rằng là người quản lý sát sao theo dõi thông tin của sức khỏe ca sĩ Phi Nhung, thì đã đăng những cái thông tin nói rằng là trong 2 ngày qua, những cái thông tin mà ngưng lọc máu và những cái thông tin có cái sự tiến triển tốt cũng chỉ là những cái thông tin đồn, và anh ấy rất mong có được những thông tin đó. Nhưng thực tế trong 2 ngày vừa rồi, sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung tụt lùi, càng ngày càng xuống dốc trầm trọng nha cả nhà. Đó, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là ngày hôm nay là ngày thứ 23, còn 3 ngày nữa là ca sĩ Phi Nhung nằm tròn 1 tháng ở trong bệnh viện Chợ Rẫy, chưa tính là ở bệnh viện Gia An trước đó mấy ngày nữa. Thì như vậy là đã hơn 1 tháng 1 tuần rồi mà ca sĩ Phi Nhung vẫn không có cái dấu hiệu tiến triển khả quan mà lại thụt lùi đi như vậy. Thì đây có khả năng là một cái tin tức mà đáng lo ngại cho tất cả chúng ta. Chúng ta đang rất hồi hộp và hoang mang để chờ đợi xem thông tin của chị ấy như thế nào. Nhưng đến hiện tại bây giờ thì thông tin đây là hoàn toàn có cái cơ sở chính xác. Tại vì tất cả các nghệ sĩ, những người thân cận đối với ca sĩ Phi Nhung cũng đã để lại những lời cầu nguyện bất thường cái lúc nửa đêm. Đấy, điển hình là chị Phương Trinh và cũng có Bằng Kiều là người đỡ đầu cho ca sĩ Phi Nhung, cũng đã lên những cái dòng trạng thái ngay giữa đêm hôm qua. Và chị ấy lên liên tục 2-3 tin, chỉ là làm cho tất cả chúng ta cảm thấy rất là xúc động và nghẹn ngào, hồi hộp lo âu, những cái cảm xúc dâng trào trong cơ thể con người của chúng ta. Mỗi cái suy nghĩ của tất cả mọi người đang yêu mến và hâm mộ chị Phi Nhung, đến hiện tại bây giờ thì cái cảm giác lo lắng nó càng ngày càng dâng trào rồi mọi người ạ. Chúng ta không thể nào mà có thể nghĩ được rằng là ca sĩ Phi Nhung lại nằm lâu đến cái mức độ như vậy. Ở trong cái quá trình vừa rồi, rất là nhiều các nghệ sĩ, ca sĩ cũng đã mắc cái bệnh Covid-19 này, nhưng họ có người cũng đã xuất viện, có người cũng đã được về nhà tự cách ly và chuyển biến dấu hiệu rất là tốt. Nhưng ngược lại, đối với ca sĩ Phi Nhung thì càng ngày càng tụt lùi. Thì như vậy đây là một cái dấu hiệu cực kỳ buồn, cực kỳ nguy hiểm nha cả nhà. Không biết được là tình hình nó sẽ diễn biến như thế nào, nhưng chúng ta rất cầu mong cho chị ấy sẽ vượt qua. Không ai mong mỏi cho chị Phi Nhung phải vào trường hợp nguy kịch và ảnh hưởng đến cái tính mạng của con người mình như vậy. Hiện tại bây giờ tất cả mọi người đang cầu nguyện sát sao và cầu mong cho chị ấy vượt qua. Chúng ta cũng mong làm sao cho chị ấy hãy cố gắng hết sức mình, tại vì sau lưng chị đang còn rất là nhiều những cái đứa con, sau lưng chị đang còn rất là nhiều những cái việc tốt để chị giúp ích cho đời nữa. Rất là nhiều người đang cần chị, rất là nhiều người cần những cái lời ca tiếng hát ngọt ngào của chị. Họ đang rất là tự hào khi đất nước Việt Nam sinh ra một người con như chị. Nhưng đến hiện tại bây giờ, bệnh tình của chị đang bị rất là nặng, cho nên là mọi người cảm thấy rất là lo âu và hồi hộp, cảm thấy choáng váng và cảm thấy bất an khi những cái thông tin từ phía người thân đưa ra như vậy. Bên phía bệnh viện Chợ Rẫy cũng như là bên phía ekip ở trong
khu D khoa hồi sức tích cực bệnh viện Chợ Rẫy, họ cũng đã có những cái thông tin, và hiện tại bây giờ thì người bệnh rất là nhiều và bệnh nặng như ca sĩ Phi Nhung cũng rất là nhiều, nguy cơ tử vong cũng rất là cao, cho nên là các bác sĩ đó cũng cố gắng hết sức để duy trì cái mạng sống cho tất cả những cái bệnh nhân đó, và mong làm sao có một điều thần kỳ, có một cái phép màu gì đó nó có thể xảy ra, tại vì nó chưa có cái thuốc đặc trị về con biến chủng Delta mới này, cho nên là chỉ mong làm sao cho tinh thần của họ, cái sức đề kháng trong con người có thể mạnh mẽ và có thể chiến đấu và tiêu diệt cái con virus càng ngày càng tốt. Còn hiện tại nói về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung thì mọi người hãy tiếp tục bình luận và cầu nguyện cho chị ấy. Đó là những lời cầu nguyện chắc có khả năng là cũng rất là nhiều rồi, ai cũng cầu nguyện rồi, ai cũng xót xa rồi, có người còn tự nguyện hiến cả cái tuổi thanh xuân, hiến cả cái tuổi đời của mình để giúp cho chị Phi Nhung vượt qua, có người còn phải ngất xỉu, có người rơi những giọt nước mắt, rất là nhiều người đau buồn cho cái câu chuyện của chị ấy khi đang bị nhiễm bệnh và càng ngày càng nặng thêm, có cái dấu hiệu nguy hiểm, nguy kịch và ảnh hưởng đến tính mạng như vậy, thì cũng rất là mong sao chị ấy nhận được những lời như vậy, và cũng mong ơn trên phù hộ có các màu để giúp cho chị ấy càng ngày càng mạnh mẽ và có thể vượt qua. Chúng ta đã cập nhật và luôn 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 mong mỏi những cái thông tin mà tốt đẹp đến chị ấy thôi. Còn hiện tại bây giờ những thông tin xấu thì không muốn cập nhật, nhưng nó có thì chúng ta phải cập nhật, tại vì đây là chúng ta phải xác nhận sự thực. Những người bị nhiễm bệnh COVID-19 mà đã nằm quá thời gian, nằm quá lâu và không có cái sự tiến triển mà chỉ có thể tụt lùi không, thì đảm bảo tất cả mọi người nguy cơ không có khỏi là rất là cao. Chúng ta phải đón nhận nó, và cái tính mạng của một con người, cái số mệnh ông trời nó đã ban ra đi lúc nào cũng không thể nào nói trước được, và người mình có khỏe lại cũng là do số mệnh của một ông trời ấy, họ cho mình khỏe lại ấy, hợp thầy hợp thuốc và gặp bác sĩ giỏi, gặp và cái tinh thần cao thì có khả năng là vượt qua được. Còn nếu như tinh thần yếu, sức lực không đủ để chống chọi lại thì chắc cú là sẽ ra đi. Đây là những thông tin không muốn nói ra nhưng chúng ta phải đề phòng. Và hiện tại bây giờ tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung cũng đang nằm trên cái ngưỡng cửa đó. Khi tất cả những người thân cũng đã công bố cho chúng ta biết một cách gọi như là chính xác nhất về tình hình sức khỏe của chị ấy đến thời điểm hiện tại bây giờ. Cái lý do để chúng ta lo lắng hoàn toàn có cơ sở, và chúng ta không thể nào mà có thể có cái niềm vui trong cái thời điểm hiện tại bây giờ được. Đấy, bệnh COVID-19 nó đảo chiều rất là nhanh, chưa có thể nói trước một cái vấn đề gì, có thể chị ấy nguy kịch. Và chị ấy có thể khỏe lại chiều nay, nhưng cũng có thể rằng chị ấy đang nguy kịch và chị ấy có thể ra đi. Nói chung là nó loạn xì ngầu hết. Hiện tại bây giờ thông tin nó quá trời nhiều, và bác sĩ đưa ra thì chúng ta cứ biết một điều rằng là sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung chưa vượt qua cơn nguy kịch đâu ạ. Hiện tại bây giờ đang rất là căng thẳng, chúng ta phải hồi hộp chờ đợi, chúng ta mong làm sao tất cả mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện. Gia đình, người thân cũng như là bạn bè của ca sĩ Phi Nhung cũng đang cầu nguyện rất là nhiều và đang góp công đức cho chị ấy rất là nhiều. Thì cũng mong là có những cái vấn đề đó để chị ấy vượt qua. Thì Lực Tàng sẽ cập nhật những thông tin mới nữa trong cái buổi chiều ngày hôm nay để gửi tới tất cả mọi người. Mong mọi người ủng hộ bằng cách nhấn vào nút đăng ký cũng nhấn vào cái quả chuông để tiếp tục nhận được những thông tin mới nhất đến từ Lực Tàng TV ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.